Ngày 2 tháng 7, khảo sát trên website các hãng hàng không và các trang mạng bán vé máy bay trực tuyến, giá vé máy bay giảm mạnh so với cao điểm đầu mùa hè. Các hãng Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Viettravel Airlines còn rất nhiều vé máy bay khởi hành trong tháng 7 với giá không cao. Giá vé máy bay tới các điểm du lịch như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc cũng hạ nhiệt rất nhiều so với giai đoạn tháng 5. Cụ thể, đường bay Hà Nội-Phú Quốc đi trong tháng 7 hiện giá vé chỉ từ 1,1 triệu đồng một chiều trở lên đã bao gồm thuế phí. Nếu đi trong tháng 8, giá còn thấp hơn chỉ từ 800.000 đồng một chiều. Trong khi đó, cùng trạng bay và thời gian bay kể trên nếu ai đặt vé từ thời điểm tháng 5 và đầu tháng 6, giá vé phải từ 1,5 triệu đồng một chiều trở lên cho chuyến bay đêm, còn ban ngày giá vé phải từ 2,5 triệu đồng một chiều trở lên. Trạng bay Thành phố Hồ Chí Minh Phú Quốc những ngày này còn xuất hiện cả giá vé máy bay không đồng cho thời gian đi trong tháng 7, tháng 8 tới, cộng thêm thuế phí chỉ khoảng 700 000 đồng một chiều. Với rất nhiều khung giờ bay cùng trạng bay và thời gian bay trên, nhưng nếu khách hàng đặt hồi tháng 5, tháng 6, giá vé rẻ nhất cũng phải từ 1,2 đến 1,7 triệu đồng một chiều trở lên. Giá vé máy bay hè đi trong tháng 7 tháng 8 nếu đi từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến điểm du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt thời điểm này cũng giảm khoảng chỉ còn quanh mức 1 triệu đồng một chiều, tương ứng giảm khoảng 30 đến 50% so với đặt vé từ một tháng trước. Giá vé máy bay cao từ 2 triệu đồng trở lên. Cho thời gian đi trong tháng 7 tháng 8 hiện chỉ còn duy trì ở những đường bay ít chuyến và ít hãng khai thác như Hà Nội, Tuy Hòa, Phú Yên, Hà Nội, Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Hới, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuy Hòa. Đại diện Vietnam Airlines cho biết giá vé máy bay những ngày cao điểm hè trên các đường bay nội địa năm nay được nhận định là hợp lý hơn năm trước. Giá vé máy bay trung bình dịp này giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019. Các hãng hàng không cũng chủ động triển khai nhiều chương trình mở bán ưu đãi, bán vé xa ngày với mức giá thấp. Riêng Vietnam Airlines Group đã cung ứng ra thị trường hơn 7,3 triệu ghế dịp hè này. Các điểm du lịch biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay điểm đến nổi tiếng như Huế, Đà Nẵng lại được đông đảo du khách lựa chọn. Một số chuyên gia du lịch cho biết năm nay thị trường du lịch hè không bùng nổ như mọi năm, sức mua của khách hàng thấp hơn kỳ vọng. Điều này buộc các hãng hàng không phải giảm giá vé máy bay để thu hút du khách, kéo doanh thu lên trong những tháng còn lại của mùa hè.